Khoảng 8 giờ 45 phút ngày 8 tháng 1, chị Giàng Thị Mai, dân tộc Mông, quê huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, là công dân đầu tiên của Việt Nam bước qua vạch phân quản biên giới hai nước Việt Nam-Trung Quốc về nước. Chia sẻ với phóng viên, chị Mai cho biết, 3 năm trước chị sang Trung Quốc lấy chồng vì dịch bệnh kéo dài khiến chị không thể trở về thăm quê. Nay chị cảm thấy rất hạnh phúc khi được chính quyền hai nước tạo điều kiện để về nước ăn Tết. Về tới Việt Nam, chị rất yên tâm với công tác phòng chống dịch, yên tâm hơn khi gặp gỡ người thân. Rất là vui rồi, rất là yên tâm luôn. Việt Nam đi, Việt Nam mình nói chung là phòng nguy cơ Covid các thứ thì bây giờ rất là tốt luôn, rất là tốt ạ. Hôm sau mình về đến quê hương của mình, cái gì cũng là an toàn nhất. Rất thuận tiện bởi vì họ chỉ cần visa có hạn còn hạn và họ không cần phải mình phải có kết quả test Covid. Sau là mình chỉ cần nhập một số dữ liệu, khi mà người ta hỏi thì mình trả lời như thế rồi sau đó là mình có thể thông quan và đi về. Cũng trong buổi sáng, một số công dân Việt Nam sinh sống làm ăn lâu năm tại Trung Quốc đã được nhập cảnh thành công qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Trong khi đó, ngay từ 8 giờ sáng, hàng trăm người dân Trung Quốc đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam đã có mặt trật tự để chờ được xuất cảnh. Theo ghi nhận thực tế tại nhà chờ làm thủ tục xuất cảnh ở cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hàng trăm người Trung Quốc được lực lượng biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế hướng dẫn nhiệt tình, tuân thủ các quy định tại khu vực làm thủ tục. Chia sẻ niềm vui với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, anh Chen Ju Win, sống tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết, anh sang Việt Nam làm quản lý cho một doanh nghiệp cách đây 20 năm và đã lấy vợ có con ở Việt Nam. Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, anh không thể về quê thăm người thân bố mẹ. Lần này về nước, anh dự định sẽ đi thăm. Anh đã mua rất nhiều quà Việt Nam mang về. Đại diện ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái cũng cho biết, những người Trung Quốc về nước đợt này phần lớn là chuyên gia, công nhân và tư thương có hộ chiếu làm việc tại Việt Nam thời gian qua. Trong ngày đầu tiên, phía bạn thực hiện bỏ chính sách Zero COVID-19. Họ có thông báo cho phía cơ quan chức năng của Việt Nam và chính quyền địa phương chỉ giải quyết thủ tục nhập cảnh cho công dân Trung Quốc có hộ chiếu, chưa giải quyết cho người nhập cảnh để du lịch hay cư dân biên giới nhập cảnh vào nước họ bằng giấy thông hành như trước khi không có dịch. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ở tỉnh Lạng Sơn, từ 7 giờ đã có hàng đoàn người Trung Quốc tới xếp hàng chờ làm thủ tục xuất cảnh về nước. Thượng tá Vi Văn Cẩn, chính trị viên đồn biên phòng quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, người Trung Quốc xuất cảnh qua cửa khẩu về nước rất đông, do họ chờ đợi thời điểm 8 tháng 1. Khi về nước, họ sẽ không phải cách ly mà chỉ cần hộ chiếu và kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 48 giờ. Đối với người từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vào sáng nay có rất ít người. Những người này đều có thời gian học tập và làm việc khá lâu ở Trung Quốc và bị kẹt ở lại do chính sách Zero COVID-19.